Dạ. Em mới hỏi rồi. Hỏi rồi hả? Nó có trả lời không? Nó là gài à? Gài hả? Nó bán đắt dữ lắm á. Anh thấy mối nào nước ngoài nó trả nó luôn, anh đừng có quay cái khúc mà em nói. Đó, bên kia đi. Bà đây. Wow, 505 tới giờ vậy, cô ngồi đây mấy chục năm luôn rồi. Lúc cô ngồi chợ đây chưa có em luôn á. Dạ. Cái mày chín hả con? Dạ, ghẻ hơn hả con? Dạ. Dạ, em là Chí Xe TV á. Chí Xe TV. Dạ. Em hả? Bây giờ đắc ế cũng qua cười tươi cho đó. Đấy. Đắc ế gà chào không biết, trước tiên là cười tươi cái đi cho đã ha. Như bữa nay chợ gầm không biết mình bán chắc hơi chậm hả con. Ngày thường thì bán được. Dạ, ổng luôn chưa có lựa ra nè các bạn. Này nè, mới bắt đi xong lên nè. Dạ, đặc sản miền Tây xong nước. Chỉ có miền Tây quê tôi mới được như vậy nha các bạn. Dày cơm lắm nha các bạn. Nhìn này ra nhãn nè, 25.000 ký nha. Nhãn của cô nhà vườn, cô mới thấy ra. Cái hạt nó giống như nhãn tiêu các bạn. Phải cao giờ bán có mấy ngàn chị? 25.000 hả? Khoai lang chứ không có 10.000 nữa hả? Nâng cấp lên nè, 10.000 hành thôi. Ai chồng quá. Lại lại có trả giá không? Trả gần chết luôn mà không mất hả? Con này có bán chắc giá quá mà. Chỉ 20 tặng thêm tép hành. Hai củ mấy ngàn? Hai củ khoai tím 13.000, cho thêm tép hành, hai cái ớt, tặng 10.000 thịt. 5 cây 40 là 1 cây 8.000 hả? Bán 10.000 cây, 10.000 cây. Mặt hàng về bông thì bán rất là được các bạn. Năm cây. Chào các bạn, hiện tại Chí Xe đang có mặt thị trấn Chợ Ôn, cũng là chợ Chợ Ôn này các bạn. Nằm cách trung tâm thành phố Vĩnh Long khoảng 26 km. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 âm lịch, là ngày rằm tháng 4 các bạn. Nhằm 21 tháng 5 năm 2024. Đây là hoàn cảnh phía trước của khu vực chợ thì cũng giống như thường lệ. Hôm nay mình có ba cái gầm lớn các bạn, gầm tháng Giêng, gầm tháng 10 và gầm tháng 4. Riêng cái gầm tháng 4 này thì dành riêng cho cái lễ Phật đản. Nên hôm nay mình mời các bạn cùng theo chân Chí Xe xem ở đây trong cái gầm tháng 4 bà con mình tiểu thương mình mua bán như thế nào ha. Cũng đã cách đây 4 tháng rồi các bạn, nên Chí Xe mới trở lại khu vực chợ trộn. Hôm nay chắc lẽ là chợ rất là nhộn nhịp các bạn, bông hoa trái cây đồ rất là nhiều nha, để bà con mình là tranh thủ đi buổi sáng sớm để mua những cái bông hoa tươi, trái cây tươi để về cúng ông bà tổ tiên và cúng Phật các bạn. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like nha. Ở bên trên trời đang chuyển mưa âm u lắm các bạn.
cho nên cái ánh sáng cũng không được tốt lắm giống như mọi bữa nha các bạn. Các bạn xem thông cảm nha. Rồi cô bán chuối, các bạn nhìn nè, ai cũng ôm từng bó bông như thế này nha các bạn, trong cái chợ gầm. Sáng chuyển mưa cho bà con mình cũng tranh thủ đi sớm để không kịp bắt mưa các bạn. Bánh mì, heo quay, ba tê, chả lụa, nem nướng. Trái cây rất là nhiều nè các bạn. Cô này cũng nâng niu cái trái cây giống như nâng trứng luôn nha. Nè, các bạn nhìn nè, cô chăm sóc mấy trái cây kỹ lắm. Dạ, hôm nay chợ gầm chắc bán được hả chị? Dạ, thôi em chúc chị mua may bán đắt hôm nay nha. Đó thì cô vẫn có cái xe cô bán hủ tiếu gõ hay gì các bạn. Đó. Đó. Cô bán hủ tiếu gõ. Dạ, đây thì bán trứng các bạn. Dạ, wow, sáng sớm mà được tô hủ tiếu vậy là hạnh phúc lắm rồi. Đó. Mình tới đây đi chợ mình có đói bụng thì ghé đây ủng hộ chị bằng một tô hủ tiếu nha các bạn. Cái ngày chị bán đắt là chị từ cười tươi quá. Em là Chí Xe TV. Dạ, sáng gì chị bán được hả chị? Dạ. 20.000 Quỳnh Thánh. À, chúc chị bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Dạ. Cô bán sầu riêng qua và em ai đẹp hơn ai nè. Tôi nhớ câu nói này luôn, 4 tháng trước á. Này nghỉ bán bông này bán sầu riêng hả chị? Dạ. Chuyển qua sầu riêng chị thấy bán được hơn bông không? Mùa nào làm thêm mùa nấy. Làm thêm mùa, ăn thêm mùa. Sầu riêng này có tên gọi là sầu riêng gì không chị? Di sáo. Sầu riêng di sáo, wow. Cơm vàng, cơm dẻo các bạn. Nè, chị còn có bán thêm bơ nữa nha. Dạ. Các bạn có tới đây có mua sầu riêng hay gì đó thì ghé đây ủng hộ chị. Rất là nhiều sầu riêng, đứng cái bên thơm lắm. Dạ, em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ, em là Chí Xe TV. Chí Xe TV. Để đây ha. Dạ, ok. Hai con đường vào chợ vẫn đó, ngay bạn cấm khu vực xe vào chợ nè các bạn. Đây. Dưa hấu đỏ, dưa hấu không hạt luôn các bạn. Nhìn cái màu dưa đỏ ao đẹp quá. Mít bưởi năm rồi. Ủa bưởi da xanh chứ quên. Da xanh đúng không cô? Đó, cô chuyên bán bưởi da xanh các bạn. Mấy ngày gần như thế này thì mình tới đây chỗ cô để ủng hộ cô mua một trái bưởi đem về cúng tổ tiên ông bà hay ông thần tài gì cũng được. Dạ được nè. Ngon lắm á, bữa miền Tây ngon. Dạ. Sáng giờ mình bán được nhiều chưa chị? Dạ cũng được, tại hôm nay 14 50 ta chân á. Dạ. Nãy nhiều lắm. Dạ. Dạ. Trong cái ngày rằm này chắc có dễ giá cả nó vẫn hơn ngày thường không chị? Dạ, không phải đó. Đỡ giá hơn nhất nhưng mà cũng bằng mọi năm đâu, được à. Dạ cũng được, năm nay trái cây mình nó cũng không giá nó cũng không có đắt hơn mọi năm hả chị? Dạ, cũng không có lên giá gì hơn. Dạ. Rồi, em chúc chị luôn bán đắt nha. Mọi người có ta đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Khoai lang, tép gồng, wow. Bây giờ mà làm sao mà có được nhiêu tép gồng này là quý lắm á. Dạ đúng rồi, sao mà cô có được đó đã. Đặt đú chứ xong hả? Dạ. Dạ đúng rồi, bây giờ mới được bị hiếm. Dạ đúng rồi. Cái cách này hồi em nhỏ nhỏ.
hồi em ở nhỏ đó, chắc cỡ em nghĩ chắc cỡ 30 năm về trước á, mỗi một lần mà mùa nước nổi mà lên ruộng kéo một cái hay là cá dạ chở bằng xuồng luôn chứ không có lấy chở bằng lúc đó đĩa dữ lắm ha. Dạ trời ơi, đừng có nhắc lại mấy cái con đó, đã qua rồi một thời đó. Dạ mấy bạn trẻ bây giờ có lẽ không biết được mấy cái cảnh đó đâu ha. Dạ dạ, làm vườn nhiều có lại hả? Có lại à? Dạ bây giờ có đĩa lại hả? Wow. Dạ sáng giờ cô bán được không? Dạ tép gông bây giờ mình bán cho khách là bao nhiêu một ký hả cô? 100 ngàn cũng nói chung là cũng bình thường thôi, cũng không có mắc hả con? Nó hiếm nhưng mà thấy con không có mắc ha. Dạ thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ dạ, cô bán nước mát sâm mi lào lá thuốc dồi, nhiều loại thuốc mát các bạn. Ở đây thì cô bán lá dứa nè, chôm chôm nè, tắc nè, đu đủ nè, măng cục nè, nhiều thứ. Dạ ở Vĩnh Long. Dạ mọi người tới đây ủng hộ cô. Dạ chúc cô luôn khỏe luôn bán đắt nha. Dạ cô bán khô 4 tháng trước thì quay mặt bên kia, 4 tháng sau trở lại thì quay qua bên đây. Quay bên kia chắc là lẽ là không khá à. Phải không cô? Lúc trước nhớ cô quay mặt bên kia đúng không? Cô bán cô rất là nhiều các bạn, mắm tép trộn đu đủ, cá lóc, các loại khô các bạn. Các bạn có ở gần đây có muốn ăn khô thì ghé đây ủng hộ cô. Rồi chúc cô bán mắm bán khô luôn mua bay bán đắt. Dưa leo 10.000 thôi. 10.000 thôi. Đây. Rau củ quả, gặp anh bán hủ tiếu bún. Lúc này bán đắt không anh? Là gai được ha. Hôm nay ngày rằm chắc bán được à ha. Rằm bán được. Hiệu gì em quên mất tiêu cái hiệu của anh luôn, hiệu gì không biết nữa. À, bún giá Sáu Thạnh nè các bạn, mình cho các bạn xem nè. Hôm trước mình có tới đây bây giờ mình quên rồi. Anh cơ sở sản xuất Sáu Thạnh, ấp nhất xã Nghệ Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long. Hủ chiên là hủ tiếu tươi nha các bạn. Mà cũng còn cái chiên rồi, còn cái kèm theo là bún nha. À, các bạn có muốn mua sỉ mua lẻ về mua đi bán lại gì đó thì tới đây với chợ chợ ôn gặp anh Sáu bún Sáu Thạnh, hủ tiếu Sáu Thạnh ship tới nơi miễn phí luôn. Miễn ship luôn. Miễn ship luôn. Gì vậy? Dạ em là Chí Xe TV. Được ngàn người theo dõi rồi. Dạ gần 9.000 rồi anh. Dạ thôi em cầu chúc cho anh luôn mua may bán đắt. Dạ. Dạ. Em là Chí Xe TV là tên này nè anh. Dạ. Chị ơi cho em trái mớp đi. Cam. Cá sặc gặt. Có nơi còn gọi là sặc bổi nè các bạn. Ếch đồng. Cá rô. Cá lóc. Ngay góc đây đường này thì bán quần áo. Gà vịt. Cá bóng cát. Cá bóng cát, cá bóng sệ. Cái này là cá sông đúng không cô? Dạ. Mình là làm sao mình có được cá ha cô, mình bắt hả? 12 cái ngọc mình tự đặt, mình tự đem đi bán luôn. Tự bán. Qua wow, giỏi quá trời. Không giỏi lấy gì ăn. Lên YouTube gì là cho dạ. Ủng hộ cá không? Chí Xe TV nha. Chí Xe TV. Sáng giờ cô bán đắt không? Bán là còn nhiêu đó hết rồi. Dạ còn nhiêu đây hết rồi. Bây giờ cá như thế này mình bán ai nhiêu 100 hả cô? 12.000.
2.000 làm sẵn luôn. Dạ, mọi người có ở gần đây thì có đi chợ muốn ăn cá thì ghé đây ủng hộ cô xinh đẹp chuyên bán cá ở chợ Trà Ôn. Bán cá chuyên thôi chứ đừng xinh đẹp. Cô cười đẹp mà. Thôi em cầu chúc cho cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ, ok. Dạ. Đó, quần áo rất là nhiều các bạn. Chú đây mọi người ơi. Mắm đây. Quá nhiều mắm luôn. Để số đây. Qua. Wow. Ở đây cái gì nè các bạn? Cái gì mà đông quá. Đồ gia dụng hay gì này? Em bán đồng giá tất cả cái bãi giá nhà ba lửa đó 4-400 đó muốn lấy. Đồng giá 4 món 100 luôn. Ai muốn lựa đâu lựa. Lựa cái đồ bự cho ảnh lỗ luôn bạn ơi. Đúng rồi. Tất cả đồng giá 4-100 ngàn. Đó, một anh chủ bán đồng giá ở chợ Trà Ôn. Kênh anh tên kênh gì? Dạ Chí Xe TV. Đây cho cá là về coi chưa? Các bạn ở gần đây mà khi nào muốn mua đồ gia dụng những cái món hàng như thế này thì ghé đây gặp. Đồng giá 4-100 ngàn. Ờ. Thôi các bạn lựa đồ bự thiệt bự ra cho anh chủ anh lỗ luôn. Trừ cái ông anh chủ thì 4 món 100. Anh chủ thì 100 luôn. Thôi chúc anh chủ luôn bán đắt nha. Hết đùi 40 luôn. Bán đùi không có bán mình nha. Dạ. Lên YouTube. Cái này cô mua này về cho mấy ông còn nhậu đã lắm nè. Rau củ. Wow, người đẹp và dưa hấu. Dưa hấu đỏ ao, cái màu đỏ lắm các bạn. Nhìn đẹp mắt quá. Wow, chưa. Một cô thôn nữ chuyên bán dưa hấu ở chợ Trà Ôn. Dưa hấu chợ Gầm chắc mình bán được ha cô. Ai muốn mua miếng thì mình sẽ ra. Ai muốn mua nguyên trái thì mình bán luôn. Mua nhiều bán nhiều. Cô này cũng dễ lắm các bạn ơi. Quan trọng là giá cả thôi, chứ còn hàng hóa thì không thành vấn đề. Thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt. Dạ. Dạ. Dạ ua, bánh tráng. Bánh tráng Tây Ninh. Kèm muối ớt Tây Ninh luôn. Chữa chua dẻo rau câu bánh lăng. Bánh lăng này có thương hiệu gì không cô? Có. Bánh lăng cô đẹp cô gì không? Cô dễ thương chứ. Cái cháu nó để cái gì đó nó làm cô bán dụng không à. Dạ. Nó để này mà không thấy đường đâu. Sáng giờ mình bán được không con? À? Sáng giờ bán được không? Cũng lai gai. Mình là bán da ua, mình bán sỉ rồi mình bán sỉ luôn không? Có. Biển ship luôn. Các bạn ở đây thì tới đây nếu mà muốn mua da ua như thế này ăn các bạn, hay rau câu bánh lăng gì đó thì hoặc là mình mua đi bán lại á. Thì tới đây gặp cô dễ thương chuyên bán rau câu. Em chúc cô luôn mua may bán đắt. Dạ. Dạ. Có cô bán rau dẫn người nào. Lúc này bán được không cô? 4 tháng rồi em mới gặp lại cô. Dạ, hôm nay chợ Gầm chắc có lẽ là rau củ quả mình bán được hả cô? Dạ. À, ở này bông ngọt nè. Rau nhúc. À, bông súng nữa. À, rau muống này muống trồng, muống xạ gì á. Dạ. À, vậy là cái này mình đi mua đi bán lại chứ phải đầu vườn hả? À mua đi bán lại ha, ngày kiếm 1 triệu mấy 2 triệu thôi cũng được. Cái muốn em bỏ nghề đi quay phim luôn, đi theo quá bán rau luôn, ngày kiếm 2 triệu không được. Thôi dù sao thì em cũng mong cô luôn khỏe mạnh luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ đúng rồi. Cái này là nhất định là cá sông nè các bạn, cá tép sông luôn nè, mình thấy cá chèn, cá bóng, tép gạo nè. Rất là nhiều luôn đó. Còn thêm mấy con sò nhỏ nè các bạn. Con hến, sò hến, hến. Hến cá lồng tông. Dạ. Dạ đi khắp nước hết hả, nước nào cũng thấy hết trơn. Cho cái ông bên kia ông gì ông rước đi luôn cho rồi đi. Rồi để bán cá hoài. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Sáng giờ còn cạo gì không hả? Ủa mình cạo mình bán sẵn hay người ta mua rồi mình mới cạo? Mà bữa nay nhập nhỏ này
Ủa chứ bữa nay ngày rằm á cô. Dạ người ta ăn chay nhiều á. Ngày thường chắc có lẽ cô bán đắt lắm á. Cũng chậm à, lúc này chậm hả cô? Dạ. Thôi cuộc sống mà có ngày này ngày khác hả cô? Dạ. Sao vậy? À mình bán chậm quá hả cô? Cô ngồi chợ đi lâu chưa? Qua wow, hai mấy năm rồi mọi người ơi. Ủa cái con này mình mua đi bán lại hay mình bắt được con? Mua. Rồi bán ra kiếm ngày lại ít đỉnh thì sống qua ngày hả con? Dạ. Thôi. Dạ, dù sao thì cũng cầu mong mọi người có tới chợ đây thì ghé đây ủng hộ cho cô. Dạ, em cầu chúc cho cô ngày nào cũng buôn may bán đắt nha. Dạ. À, cho mình bỏ vô nước cho nó sống. À, nó nhảy văng đi tùm lum á ha. Dạ, thôi em cảm ơn cô đã chia sẻ. Hy vọng mọi người tới đây ủng hộ cô. À. Mấy cô bán cái gì? Bốm, thơm, khoai lang. Khoai lang miền Tây. Wow, đây một lò đậu hũ rồi các bạn. Đây là đậu hũ nha. Không những các đặc sản miền Tây sông nước thì bên cạnh đó còn có đồ thức ăn chay. Đó, mình tới đây mình mua thức ăn chay về mình ăn trong những ngày rằm cũng rất là tiện các bạn. Hơn gì 200 cá kèo. Cá kèo. Wow, có bây giờ có cá kèo sông là rất là quý các bạn. Con cá nó trắng nha các bạn, nó không có đen đen giống như con cá kèo kia nha. Không có đen đen hả? 200 gram. 300 thử chút luôn. Ta mở hàng chút xíu rồi bán hết trơn. Dạ đúng rồi, 300. Bây giờ nhiêu trăm hả cô? 12.000 thôi, quá rẻ. Này đi con đi theo má là má có cá kèo ăn luôn. Mình mua cá kèo này về làm gì ăn má? Dạ kho khô để tiêu. Kho khô bỏ tiêu. Cá kèo dễ ăn ha má. Hoặc là mua mấy trái cà, kho cà cũng được ha. Chúc cô chủ luôn bán đắt nha. Dạ. Bán khô, các loại khô, khô gì cũng có. Đem cá sông. Cái này chắc người ta đi cào, đi giăng đú, giăng lưới gì đó các bạn. Mới có mấy con này nha. Thì cá bắt dưới sông lên nè các bạn. Dạ, cho nên quay ngồi là bắt mua hết con cá. Hồi á, người ta thấy video này, người ta tới đây người ta ủng hộ chị hết luôn. Này là lộn xộn luôn, chưa có lựa ra nè các bạn. Này là mới bắt đi xong lên nè. Dạ, đặc sản miền Tây sông nước. Chỉ có miền Tây quê tôi mới được như vậy nha các bạn. Ở mấy cái tỉnh miền trên, miền Đông, miền Trung, miền Bắc đồ là về không có thấy được cái cảnh này đâu nha. À. Chỉ có đồng bằng sông Cửu Long thôi. Dạ, chỉ có đồng bằng sông Cửu Long thôi. Cá kèn, cá cóc, cá ngát, cá sơn, cá chim, cá hồng dện, cá bè gỗ, tép gạo, cá bóng đen, cá lăng. Ô thôi đủ các loại luôn nha. Dạ. Thôi à, chúc chị chủ ngày nào cũng luôn bán đắt nha. Dạ. Tôm thẻ, tôm bạc. À, bên đây thì cô bán hến. À. Rau củ. Dạ không. Tôm thẻ, tôm bạc. Rau củ. Quá nhiều tôm luôn các bạn ơi. Tràn ngập tôm cá luôn. Chán con gà đó. Quá nhiều trái cây. Dạ vô luôn. Ai nước nào cũng thấy hết. Dạ thấy hết á. Dạ. Kìa ra câu củ hai tiếng kìa Út ơi.
phụ khoai khoai tím rồi gọt sẵn luôn. Mày được không? Mấy củ? Hai củ. Hai củ mấy ngàn? Hai củ lấy 13 ngàn con. Hai củ khoai tím 13 ngàn. Cho thêm tép hành. Cho thêm tép hành 2 trái ớt. 2 trái ớt. Rồi cho 10 ngàn thịt luôn, lỗ luôn. Tặng 10 ngàn thịt. 10 ngàn thịt nha mày. Lỗ luôn. Tiện quá. Rồi. Chị đẹp cũng dễ nha, mà muốn bán sao mà bán nha. Đưa tiền xong thì nó ừ. Rồi. À. Thôi em chúc chị luôn mua may bán đắt nha. Đó, chuối, dạ, chuối chim khô. Các loại khô luôn. Đó. Chết giờ trời không có chết. Ai đẹp đẹp ăn xôi bánh kẹp. Dạ, ai đẹp đẹp ăn xôi bánh kẹp. Đó, 4 tháng rồi gặp lại chị. Lúc này chị bán được không? Bán vẫn được bình thường. Vẫn được bình thường. Tội nghiệp quá ha. Tội nghiệp chị quá. Chị bán rau dường không các bạn? Các bạn ở gần đây có muốn ăn rau dường? Rau tập đoàn giống như thế này thì tới đây gặp một chị đẹp chuyên bán rau trong chợ Chợ Ôn. Dạ, chúc chị đẹp luôn mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ, ngày nào cũng bán đắt. Bán đắt chứ đừng có bán đất nha. Đó, vì cô nàng ơi. Bên đây thì khô, cá biển, tôm, thẻ. Chị lựa đi chị. Bán một con gà, một con vịt. Để đó bán gà vịt nha các bạn. Mắm mọi người ơi, quá trời mắm luôn. Sáng giờ bán được không chị? Dạ được. Chị bán rất là nhiều. Dưa mắm các bạn. Dưa mắm nguyên miếng rồi sắc sẵn. Kèm theo đó là ba khía. Còn mắm sặc, mắm linh, mắm cá lóc. Mọi người ở gần đây có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị xinh đẹp chim bán mắm trong chợ Trà Ôn. Dạ, cầu mong cho chị ngày nào cũng bán đắt nha chị. Dạ, em là Chí xe TV nha. Dạ. Chị bán dưa hấu 4-5 tháng rồi chị vẫn bán dưa hấu. Lúc trước có chị bán với số người chỗ này đến đâu có tiền không? À, phải không? À, đúng rồi, quên nữa. Quên luôn. Đó, lúc này dưa hấu giờ bao nhiêu ký vậy chị? Rồi mình trẻ là phân nửa sẵn luôn chứ giờ. Trẻ là ai mua nhiêu bán nhiêu. Làm mặt ha. Bán luôn. Ừ. Mua miếng, mua miếng bán miếng, mua bí bán bí. Đúng rồi. À, mua giấy số bán giấy số. Giấy số chiều sổ lấy gỗ đựng tiền. Chuối chiên đây. Cao củ. Đó là gà vịt các bạn, gà làm sẵn với gà nguyên con các bạn. Chim phá móc tai. Đây là cá này các bạn. Lúc này má bán được không á? Bán cũng lai gai. Lai gai 4 tháng rồi gặp lại má, má bán lai gai. Mọi biết sao má còn cười tươi vậy là được các bạn. Năm nay má chừng nhiêu tuổi rồi má? Wow, tới tuổi về hưu rồi đó. À, mẹ quê là như vậy đó các bạn. Dạ, 80 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn ngồi chợ bán. Giống như mình ngồi ở ngoài chợ nó vui hết á. Về nhà buồn. Rồi mình có thêm thu nhập đồng nào hay đồng nấy hả má? Má bán này gì má? Mắm tép vô keo. À, mắm sặc, mắm linh. Dạ, mắm sặc bây giờ mình bán nhiều ký má? 100 ngàn. Chắc hai mắm bằng nhau hả ma? Còn cái keo này 40 là mắm tép. Mắm tép của bà má dễ thương ở chợ Trà Ôn. Hy vọng mọi người có ăn mắm thì tới đây ủng hộ má. Con chúc má luôn nhiều sức khỏe. Ngày nào má ra đây thì má luôn mua bay bán đắt nha ma. Cảm ơn cháu. Dạ.
kim chỉ móc tay, kim may, kim giá, cá 10.000 một bịch. Bớt đi, bớt chút đỉnh đi. Cá sông, cá chè, cá khuy nè các bạn, cá lòng tông, tép. Dạ, con cá vàng vàng đang làm là con cá gì hả cô? Con cá phèn. Tôi biết con cá này lâu rồi mà không biết tên gọi nó là gì. Con này là con khô ăn ngon lắm nha, ăn nhức nách luôn. Thêm một củ khoai mỡ nữa. Cá đó bây giờ mình bán cho khách là dựng nhiêu ký hả cô? 120 ạ. Mặt đất mà cô mới chịu. Cái này chắc cá sông hả cô? Dạ cá sông. Các bạn có muốn ăn cá sông thì tới đây, trong chợ Trà Ôn có một cô xinh đẹp chuyên bán cá sông. Thôi em chúc mấy cô luôn mua ai bán đắt nha. Dạ em đi quảng cáo dùm cho chị á, mai mốt người ta thấy video này vô đây ta ủng hộ bán không kịp luôn á. Đây là cái khu bán gà vịt đấy các bạn. Còn tép này trong tôm thẻ gì cũng bự bự các bạn. Các bạn khu này là khu bán thịt heo, đa số mình thấy cá sông là nhiều nha các bạn. Các bạn nhìn nè, tép gạo này cũng cào bắt được từ dưới sông nữa các bạn. Thì mấy con cá sơn đó, đó. Chú chiên đây mọi người ơi, ủng hộ đi, lên YouTube coi. Mấy cô đây bán cá sông không? Nhìn nè, bữa nay là chợ gầm các bạn, cho nên người dân đi chợ mua đồ đa số là thức ăn chay nhiều nha các bạn. Chợ gầm cho nên chợ cá không có tấp nập giống như ngày thường. Cá cơm. Wow, đây vẫn là cua đồng các bạn, quá nhiều cua đồng các bạn. Bây giờ cũng hiếm cái vấn đề có cua đồng nha các bạn, cua đồng rất hiếm nha. Đó. Bên đây nữa nè các bạn, ngay cái trung tâm, lúc nào ở trong này cũng có cua đồng hết các bạn. Cá lóc luộc, cái này phải có cái đường cống thoát nước đó các bạn, nước nó nghiêng xuống nó hết nước này thì nó sạch lắm các bạn. Đó, vẫn là một cô bán cá biển. Cá biển gì cũng có hết các bạn ơi, cá ngừ, cá mặt má, cá đỏ đỏ, cái gì biết, cá hường quá, và kia này là bán thật quá các bạn. Cá dồ, cá phi, chân gà, cánh gà 32.000. Cô chuyên bán cá ở trong chợ. Dạ em là Chí xe tivi. Dạ Chí xe tivi. Dạ lúc này cô bán đắt không cô? Dạ mọi người ở đây, nếu mà ở gần đây đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô, bởi vì cô bán ở đây rất là lâu rồi các bạn. Cô bán giá cả cũng phải chăng cũng nói các bạn. Dạ thôi cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt nghe cô. Dạ. Dạ chiều nay khoảng 6 giờ 5 phút 10 phút là có hả con? Dạ con nhớ tên em không?
trí xe tivi. Dạ em cảm ơn cô. Hết cái khu vực này à các bạn. Đẹp. Gạo tép đất. Cá lòng đông. Gạo cũ mình à. Cho các bạn ai xem cái bến sông cũng giống như cái bến đò dọc. Cái bến đò ngang đưa qua ngang sông nha các bạn. Dưa hấu, khoai lang, củ hành. Đây là cái bến đò ngang sông các bạn. Cũng ở đây các cô cũng chở du khách đi tham quan mấy cái khu chợ nổi. Chợ nổi Trà Ôn hoặc là chợ nổi Cần Thơ cái răng á các bạn. Bên kia là khu bến phà cũ ngày xưa và khi mà chưa có cái cây cầu Trà Ôn như thế này các bạn. Đó. Các bạn nhìn xa xa là cái cầu Trà Ôn nha. Thì ở đây đi bến phà này. Rồi vào bên đó là cái khu khu vực chợ đầu mối các bạn. Đầu mối nông sản của Vĩnh Long. Và nói riêng là của ở Trà Ôn các bạn. Đây mình chiếc thuyền con giống như thế này, đặc biệt một điều là các bạn thấy nè, các phụ nữ là người lái thuyền không nha. Các cô chạy máy giống như thế này các bạn. Này là mấy cái ghe ra cào rồi các bạn. Cào bắt cá đem lên chợ bán nha. Giờ mình đi lên. Đây một cô chuyên sửa quần áo, may đồ. $55.000 một con cá bự, cá gô. Chả cá Trà Ôn, chả cá mèo á. Dạ 4 tháng em mới trả lời á. Dạ em ở Vĩnh Long. Dạ. Này. Dạ chả cá mè với cá tóc hả cô? Cái này mình bán ở bằng với chả cá tóc lá không cô? Hay mắc hơn? Nếu cá Trà Vinh không là 150, còn cá cóc là 180, mà hai thứ lộn xộn thì cộng lại bán cái nào ra cái này, vậy là nó vẫn còn rẻ hơn cá Mè Vinh ý cá mà cái gì quên này ta, cá tắc lát hả con? Dạ rẻ cá tắc lát. Dạ cái này mà nếu mà người chủ mà cạo á các bạn, trộn vô là mình cũng không có biết luôn nha, nhưng mà ở đây mấy cô rất là thiệt tình các bạn, cá nào là để ra cá đó, đảm bảo nguyên chất 100% các bạn. Khi các bạn tới đây muốn ăn chả cá thì cô cạo ra thế này các bạn, rồi mình trực tiếp mình mua luôn nha. Dạ, trực tiếp mua luôn là mình đảm bảo ok luôn nha các bạn. Dạ cô tên gì? Mỹ Anh. Ngay đầu chợ cá của chợ Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Cá lát nhỏ thiên nhiên của mình hồi xưa 250. Dạ. Wow, 55 tới giờ vậy, cô ngồi đây mấy chục năm luôn rồi. Lúc cô ngồi chợ đây chưa có em luôn á. Dạ. Ủa cái con này mình lấy thịt mình nạo mình đã bán rồi, có mình để làm gì cô? À nạo nữa, còn cái xương để lại bán cho heo ăn. Dạ. Dạ. Cá cóc dài hơn. Dạ.
còn có gì nó dai mềm. Dai mềm, dạ. À, ăn tính dai nó nếu mà ăn con cá tôm đó nha. À. Cá năm dấu thì nó rất nghe là con cá tôm là cá năm dấu hả cô? Cá năm dấu là cá không ngon chứ. À, không ngon bằng. Dạ, còn nếu mà tại vì con cá thắt lát mà nếu mà phải là đặc biệt là con cá sông á, cá thiên nhiên mới ngon hả cô? Cá sông của mình đó là ngon. Dạ. Cá 7.000 ra, tôi mua cá 7.000 đó. Dạ, cá 7.000. 7.000 thương nghiệp nó ra là cá nó ngon, cá thiên nhiên ở dưới đìa nó lên đó là ngon. Dạ. 250.000. 250.000 ký hả cô? Cô ít bắt cá cồn, cá cồn đã hôi. Cá cồn chắc cũng có 100 mấy hả gì hả cô? Trời ơi, cá cồn đi bắt 250. 250 luôn. Vậy cũng muốn bằng cá thiên nhiên luôn vậy? Ờ, nhưng mà nó dở cái này. Dạ. Dạ. Cá thiên nhiên 260. Đúng cá thiên nhiên ha. Dạ, hy vọng mọi người tới đây ủng hộ cô. Thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Dạ. Dạ. Đó, cô bán đồ đa số tại ở đây là bán cá sông không các bạn. Các bạn nhìn ha. Ngập tràn cá sông luôn, tôm cá sông quá trời. Qua wow. Cá mì dinh, cá chim, trời ơi trời, có cá ngát, có cá lăng hay gì nè các bạn ơi, kinh khủng chưa, có cá lăng này, cá này khủng luôn các bạn, cá này chắc cỡ, con này chắc các bạn nhìn thêm nè, con này chắc cỡ 3 ký trong ít đây nha, ít có hiếm thấy được con cá lăng khủng giống như thế này các bạn, ở khi chợ chợ ôn nè các bạn. Dạ. 140 cá mày dinh hả con? Dạ, nó rẻ hơn hả con? Dạ. Dạ dạ. Ủa, lương. Đó là sao? Lương nghe, lương nha mọi người ơi. Dạ. Dám cân rồi. Chị ơi, chị từ làm luôn không? Chị từ. Đây là trái cây. Wow. Một thôn nữ. Thôn nữ miền Tây. Với dừa trái cây chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm. Cái này chợ gầm chắc bán được hả chị? Dạ, em chúc chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ, chị này rất là vui tính các bạn. Các bạn ở gần đây mà có đi chợ muốn ăn cái trái cây thì ghé đây ủng hộ chị. Dạ, mùa chôm chôm trước, xoài chôm chôm và má bán bắp, bán cho một cô xinh đẹp. Kênh gì vậy? Dạ em là Chí Xe TV á. Chí Xe TV. Dạ. Em cảm ơn chị. Đây là đồ hàng xén các bạn. Rồi xén cái gì cũng có. Vỏ sách chổi. Ở đây thì bánh tráng, muối tiêu. Thì gạo. Rồi. Đây bán gạo nha. Đây mới xong rồi mình quay lại các bạn. Chút nữa mình đi bọc qua đường bên kia cho các bạn cùng xem bên kia ha. Em để chị tờ đi chiều có buồn chưa, chưa buồn thì vô đây xem. Cứ nói hồi chị quên á. Cái kênh YouTube á. Dạ. Dạ. Sao biết hay vậy? Dạ. Đây là cô bán trái cây các bạn. Chôm chôm Thái. Xoài, nhãn, măng cục. Thôi. Chúa tôi nói tầm vậy mà. Mà cái chị đó nói vậy thiệt không? Có thiệt không chị?
thấy không, bà nói suối tôi nói bậy bà. Sáng giờ chị bán đắt không chị? Dạ nay chợ gầm chắc chị bán được ha. Dạ mọi người cứ muốn ăn trái cây thì ghé đây ủng hộ chị nghe mọi người. Dạ thôi chúc chị luôn mua may bán đắt ha chị. Dạ. Dạ. Em hỏi em ơi, bán đắt không? Em mới hỏi rồi. Mới hỏi rồi hả? Nó có trả lời không? Nó lại gài à? Gài hả? Nó bán đắt dữ lắm á. Rồi anh kiếm mối nào nước ngoài nó trả nó luôn, anh đừng có quay cái khúc mà em nói. Bà đó bà đây bà, bên kia đi. Bà đây bà đây bà không phải mà. Bà nói bà có chồng mà. Dạ. Dạ đây là rau dừa. Khuyến mãi gì vậy vợ? Hả? Anh gửi cây xuống đưa cho bà đi cho bà vừa. Thì lấy luôn cây. Lấy luôn cái điện thoại. Khuyến mãi đây, 200 đơn. Em à. Chúc chị ngày nào cũng luôn mua may bán đắt. Hy vọng mọi người có thấy video này thì có đi chợ tới đây thì muốn ăn rau dừa như thế này thì ghé đây ủng hộ chị nè các bạn. Dạ. Dạ. Nha. Em à, cảm ơn chị nha. Dạ. Okay. Dễ số thịt heo quay. Cô bán heo quay này cô cười tươi quá chắc bây giờ cô bán đắt lắm. Em á, bây giờ đắt ấy, cô cũng qua cười tươi cho đó. Đấy. Đắt ấy gà sao không biết, trước tiên là cười tươi cái này cho đã ha. Như bữa nay chợ gầm không biết mình bán chắc hơi chậm hả cô. Ngày thường thì bán được. Bữa nay chợ đi đông lắm mà bán chậm. Dạ. Chị bán thịt quay như thế này các bạn. Cô này cô bán không biết đến đắt không nữa. Nói lên mày với nó bột lỗ xương da nó nghĩ ra vậy. Bán vé số luôn. Mọi người muốn mua vé số. Đắt lắm mua bà. Mày cái bà đó nó làm nó giả bên nước ngoài là bà cũng không chồng nữa đó. Bà nào? Bà đó đó. Phải không? Phải. Chú tôi nói bậy bà không nghe. Không. Em không nói thì bà có chửi em chửi lại cho. Bà chửi tôi chứ không chửi chị. Chửi anh đó em chửi lại bà cho. Thôi. Tao hỏi thử coi, hỏi sao? Được. Chị à. Vậy thôi chồng mấy năm rồi? Thôi chào người phụng đông. Thôi có anh nào mà thật sự yêu thương chị thì tới đây mua rau củ quả để làm quen. Dạ thôi em cầu mong cho chị ngày nào cũng nhiều sức khỏe, ngày nào ra đây cũng mua bán đắt nha chị. Dạ. Cô bán rau củ. Đùa với mấy cô cho vui nha các bạn. Bún giá hủ tiếu rất là nhiều các bạn. Nay chợ gầm mấy cô chắc lẽ là mấy cô bán được đó các bạn. Đó. Không mua ế anh ơi. Một lời chân thành dễ thương luôn. Cô bán bún. Cô này nhất định cô phải bán đắt mới. Cô vui vẻ quá. Ở đây các tiểu thương ở đây ai cũng vui vẻ điều nào hết các bạn. Họ không biết bán đắt ế ra sao chứ ai cũng vui hết các bạn. Chú bán thịt heo quay. Đây chị bán cũng bún giá hủ tiếu nhưng kèm theo là đồ chay các bạn. Này, mấy ngày gặp như thế này mình tới đây mình mua thức ăn chay, bây giờ mình ăn mình khỏi nấu cũng tiện lắm các bạn. Muôn bệnh thì chắc cũng 10.000, 15.000 không có mắc hay các bạn. Đồ ăn chay thì bán rẻ. Nấm gồm. Rau củ. Ở đây là chị bán bông. Cái này giống bông cúc quá. Cái này cúc hả cô? Này cúc Văn Thọ. Hôm nay gầm chắc bán được. Mấy cây cô hứa chứ? 5 cây 40 ha. 5 cây 40 là cây 8.000 hả? Bán 10.000 cây. 10.000 cây. Dạ. Bên đây thì bán cái gì nè các bạn? Măng cục. Đó. Chỗ này lúc nào cũng mua bán tấp nập đồ chay nè các bạn. Chạy ở đây bán đa dạng phong phú lắm các bạn, nhiều loại lắm nha, từ nem nè tới chả nè, rồi canh chua, rồi mắm, rồi cá bóng kho tiêu. Oh. Rồi, có mắm lóc luôn hả chị ở đây.
quá nhiều đa dạng. 44 ngàn. Khỏi đi mua khỏi nấu, thì tới đây là thức ăn làm sẵn thôi, nó rất là tiện các bạn, để dành thời gian mình làm nhiều công chuyện khác nữa. Lâu lâu có ngày chay chứ không phải ngày nào cũng có. Dạ. À, ngày chay ở đây bán đắt lắm các bạn, cho nên các bạn ở gần đây có muốn ăn chay thì vô đây ủng hộ. Gồm có bì luôn đó, bì chay đó. Cô chùa Phước Huệ làm nha các bạn. Dạ. Thôi, cầu mong mọi người luôn ghé đây ủng hộ cô, chúc cô luôn mua bay bán đắt nha cô. Dạ. Mấy cái sản phẩm này thì được từ ở bên chùa Phước Huệ các bạn. Cho nên mình ăn chay mình cũng yên tâm nha các bạn. Trái cây rất là nhiều, rất có bùa giải nè các bạn. Giải rất là tươi luôn nè các bạn. Nhìn nè. Đó. Đây là thịt quay. Đây thì núm gom. Dạ không ngon. Bông hoa. Ngày rằm ở đây mình thấy bông rất là nhiều các bạn. Đây là chăn ga niệm mùng mền. Trái cây nè các bạn. Wow, có mấy trái khóm bự quá trời luôn. Đây là thơm quá. Này thơm hay khóm Thái vậy? Nấm gom, đồ chai, nấm kim chi, chả chai. Đây là củ hành, cốc. Bông. Ok, bán được không má? Dạ con là chiếc xe Tiwi nè. Rồi đúng rồi, đi vậy. Dạ 4 tháng rồi con mới trở lại má ơi. Dạ. Tôi còn khổ hơn chị nữa. Bún này, này giống bún chay hả cô? Wow, sáng giờ cô bán đắt không cô? Dạ này gầy gầm mà ha. Dạ ở đây nhà làm. Các bạn có ăn chay thì ghé đây ủng hộ cô. Cô làm ở nhà cô mang ra đây cô bán nè các bạn. Dạ thôi em chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Đó. Cô chợ gầm cho nên ở đây cái đoạn đường này tấp nập các bạn. Bên trong kia các bạn nhìn nè, kẹt xe luôn rồi nha. Kẹt với một khúc ở trong đó nha. Đó. Chen nhau và thêm vấn đề xe các bạn. Lý do là nguyên nhân chính là nhiều chiếc xe chạy vô nha. Ở mình đi mà mình gửi xe bên ngoài á các bạn thì không có bị cái vấn đề mà kẹt xe kẹt trong đây nha. Dạ thôi em mới mua nhiều rồi. Thôi. Má bán sừng sâm nước mát không? Wow, một thiên đường ẩm thực luôn. Nước sâm, nước hột é, chiên xa, tùm lum hết trơn các bạn. Mặc sức mà chọn lựa nha. Yeah. Đó. Bên đây thì cô bán xôi, bán chè, bán kiểm, bánh lá dừa, xôi xôi đỏ đỏ, xôi lá xôi lá cẩm mà cô. Còn xôi vàng là xôi gì cô? Xôi giò đậu xanh. Dạ. Dạ. Con chúc cô luôn mua may bán đắt. Dạ. Em trai bán rất là nhiều bánh dân gian luôn. Xanh xanh đỏ đỏ đủ thứ các loại bánh. Bên đây thì có cô bán bắp. Bánh tét. Đó. Chè, kiểm. Wow. Khỏi cần nấu mấy ngày rằm nghe các bạn.
chỉ cần tới đây gặp cô, tới đây gặp cô dễ thương chuyên bán chè. Sáng giờ mình bán nhiều không cô? Dạ. Đó, mọi người tới ủng hộ cô kìa, hai bọc chè sôi nước, chuối cao nữa. Dạ. Bọc chè giờ mình bán nhiêu tiền hả cô? Bọc 20. Chục viên 40.000. Quá rẻ. Để dò chục viên không biết tới năm nào mới gọi nha. Mấy người chuyên nghiệp người ta làm mấy mau. Dạ em cảm ơn cô. À, bên đây mấy cô bán đồ gãy với rau dường các bạn. Rất là nhiều rau dường nha. Rau củ với dưa leo. Cũng qua. Sáng giờ bán được không má? Dạ. Con chúc má nhiều sức khỏe luôn, mua may bán đắt nghe má. Các bạn nhìn bông này đẹp lắm. Một màu bông sặc sỡ nha, đa số mình thấy bông cúc là nhiều nha các bạn. Bởi vì đây là chợ gầm á các bạn, cho nên cái mặt hàng về bông thì bán rất là được các bạn. Năm cây. Đi bộ cũng bị kẹt xe đó. Thế rồi. Mít thì trái tròn tròn ngộ quá bạn, cái mít ra tôi nữ quá mình phải không? Trái tròn quay rồi nha. Chôm chôm nhãn. Quýt. Quýt cam đủ đủ. Dắt cho màu hả? Đây. Dạ không. Dạ. Dạ. Ai cũng thấy hết mà, cả nước thấy luôn mà. Chị bán mặn dễ thương. Đó, người ta tới cái thấy biết chị bán mặn ở đây, người ta có đi chợ thì ghé đây tôi ủng hộ chị. Sáng giờ chịu bán được không? Quay cái chỗ ông mắt cho nó đắt. Dạ. Ở đâu cũng thấy hết trơn á. Khắp cả thế giới đều thấy. Qua bất lượng nó trời em thấy chị dịp bán mặn quá. Dạ. Thôi em chúc chị luôn mua may bán đắt nha. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Ở đây cô chú bán quần áo các bạn. Quần áo với chăn ga đệm. Với... Dạ, với mấy cái quali các bạn, mình muốn quali du lịch thôi kìa, cũng tiện các bạn, tới đây mua thôi. Còn quần áo bây giờ thì không có mua giải cắt giống như ngày xưa đó các bạn. Bởi vì một bộ đồ rất là rẻ, ngày xưa mình mua, bây giờ mua một bộ đồ mà may được á, cũng trăm mấy, 200 ngàn là ít. Còn bây giờ mấy tiện lắm. Ờ, bằng cái tiền công à. Dạ. Dạ đúng rồi, mình vừa ý mình mua thôi, chứ còn nhiều khi may còn có không vừa ý cái sửa tới, sửa lui nó phiền. Dạ em là giúp trí xe TV.
Dạ, hy vọng mọi người thấy được video này thì ở gần đây có muốn mua những cái mặt hàng giống như thế này các bạn thì ghé đây ủng hộ cô với chú. Dạ thôi em chúc cô chú luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Hôm nay ai mà ăn cũng đến cho nó không quay ra cho nó bán đắt. Từ đó thì giáp hết con đường này các bạn. Bây giờ mình quay trở lại vào bên trong khu đường khác nha các bạn. Cường mọi người. Dạ cảm ơn chị. Một bình lạc 30-28 có giá sẵn như thế này các bạn. Đó. Hay cho quầy bán hộp dịch rất là nhiều các bạn. Mỗi trứng để giá sẵn 32, 34, 36, gà giường thì 40, 35, thì cho loại trứng lớn trứng nhỏ. Muốn chạy xe vào chợ hết các bạn, cho nên không sợ đi đứng nó cũng khó khăn các bạn ơi. Gửi bên ngoài thì đôi khi người ta không yên tâm mình đi gửi, không biết sao sợ mất hay sợ gì không biết nha, mà ai cũng muốn chạy xe vô đây cho nó tiện. Bé bán bánh gì không biết, dừa trôi dừa dừa nước mới đem ra cái gọt luôn 10.000 bó. Bây giờ em lên tỉnh cái anh. À, cô bán nhãn quá nhiều nhãn luôn. Quá nhiều khô, tôm khô, mực. Sáng giờ mình bán được không cô? Cũng được lay gai, bữa nay chạy gầm chắc lẽ là trái cây gì bán được hả cô? Giờ mấy hay vậy? Cái này ở nhà vườn mình bẻ ra hay gì cô? Của nhà vườn. Dạ, nhà vườn. Hay quá, này nhãn cái tên gọi là gì cô? Đi đâu anh? Đi đâu bây giờ mình bán cho khách nhiêu ký cô? 25.000 hả? 25.000 hả? Ừ. Wow. Như cái này đâu không ạ? Ngon quá. Để mình ăn thử một trái coi y đo để ra làm sao. Cơm về đó. Dạ, cơm về. Dày cơm lắm nha các bạn. Nhìn này cho nhãn nè, 25.000 ký nha. Nhãn của cô nhà vườn cũng mới hái ra. Cái hạt nó giống như nhãn tiêu các bạn, mà nó ngọt thanh nghe chứ các bạn. Ngọt thanh dễ ăn lắm chứ không có ngọt gắt nha. Dạ mà cũng rẻ có 25.000. Dạ, hy vọng là mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô. Em à, chúc cô luôn mua may bán đắt. Dạ. Yeah. Bên đây các bạn như nè, rau củ nha. Này bán ở trong một cái đường hẻm nhỏ giống như thế này nha các bạn. Nên là bà con di chuyển xe thì cũng dễ bị kẹt xe lắm nha. Đó. Hoài làng. Dạ. Yeah. Chào chị. Dạ. Yeah. Dạ, nhiều tháng quá rồi. Lúc này mấy chị bán được không? Cũng được. Khoai mì có tăng giá không? Hay cũng y cũ? Cũng y chang vậy hả? Khoai cao giờ bán có mấy ngàn chị? 25.000 hả? Khoai lang? Chứ không có 10.000 nữa hả? Nâng cấp lên nè. Sáng giờ chị bán được không? Mà giờ gặp chắc lẽ là bán khoai cũng được. Thôi là chúc chị ngày nào cũng bán được ha. Mới là bán có đăng. Muốn cắt mà bán tên đồng luôn hả? Ở đây chợ không vậy không à.
muốn ăn phai thì tới đây gặp cái cô xinh đẹp chuyên bán phai nha các bạn. Hai cô này dễ thương. Dạ, hai mà chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. À, bí, bầu, rồi đậu, khổ qua. Cô bán cô bà qua sẵn luôn nha các bạn. Vào sẵn luôn. Dạ. Mười ngàn hành thôi. Hai chục chứ mười ngàn đâu. Hai chục á. Lại lại có trả giá không? Trả gần chết luôn. Trả gần chết luôn mà không bớt hả? Không bớt là không bớt. Cô này có bán chắc giá quá mà. Rồi để nó đi chút ra đấy. Đó. Hồi mà không trở lại là biết rồi đó nha. Là hiểu rồi đó. Thấy ai? Em thấy mấy anh quay nè đang hơn. Dạ. Dạ. Chuối, khoai, mận. Đẹp gọc. Đậu que. Chị bán đậu que bán đắt quá. Thứ 20 tặng thêm tép hành. Bớt 3 ngàn không bớt. Anh là chợ gầm bán được hả chị? Dạ chị biết hả? Chị bán mấy cái gạo cũ gầm có lẽ là giá nó hơi nhỉnh hơn 1.000-2.000 ha. Bán các mặt hàng gạo, gạo cũ như thế này nè các bạn. Các bạn có ở gần đây thì có đi chợ thì ghé đây, ở trong chợ có một cô dễ thương chuyên bán gạo. Thôi chúc cô luôn cũng may bán đắt nha. Là chí xe TV nha. Giữ chợ đây chưa có buồn ha, chưa chiều gì ngồi đây vô cái kênh YouTube đó coi. Chí xe TV. Chí xe TV. Cô này cô cười sảng khoái quá. Trời ơi tôi lên là nổi như dằn luôn. Dạ. Dạ. Sầu riêng. Cơm. Anh chạy băng bọc, bọc cúc. Sáng giờ bán đắt không anh trai? Lấy gai anh ơi. Chơi, chơi gầm mà ha. Gầm lấy gai à. Lúc bây giờ mình về mình bán nhiêu cây á anh? 15.000 có, 10.000 có. À cây bự 15, cây nhỏ 10.000. Chắc ở chồng mình trồng ở nhà mình mang ra đây bán luôn. Hả? Trồng á? Tại ngày kiếm 1.000-2.000 cũng được. Dạ. Thôi à, chúc anh trai luôn mua mày bán đắt nha. Rồi rồi, đúng rồi. Cũng được lên TV rồi đó. Dạ. Có một cô bán bánh dân gian. Bánh bò, bánh da lợn. Bánh da lợn với bánh da lợn không hả gì không con? Dạ là đậu. Cái kia là gì con? Bánh nước là mì. Ủ mì là mình bào ra hả con? Dạ.
Dạ, sáng giờ mâm luôn bán hết rồi, còn 4 bịch. Thôi em à, chúc cô luôn bán đắt nghe cô. Dạ. Đây cô bán bắp. Bắp rất là nhiều các bạn. Bắp sầu riêng, bắp trái, bắp lãi hạt nữa các bạn. Đây ngang quỹ ban của huyện các bạn, giáp với cái khu bên ngoài hết cái đường chợ này các bạn. Giờ mình đi vô cái khu trung tâm chợ cho các bạn cùng xem ha. Đây là trong cái khu trung tâm nhà lòng rau củ quả của chợ Ôm các bạn. Có cô bán gạo. Gạo lứt đỏ, gạo nếp than. Đây thì cô bán cái đồ chai. Phẩm chai, chè, kiểm cái gì các bạn. Trái cây. Bán đường, đậu, giống như tập quá à các bạn. Mì tôm, đường tán gì, rất là nhiều này. Ở trong thì nên hơi tối hơn bên ngoài các bạn. Hôm nay chắc cô mấy cô bán được rồi nè. Hôm nay chờ gặp mà bán được hả cô? Dạ, 4 tháng rồi mới gặp cô. Qua nước ngoài đúng không? Dạ. Măng đó mình bán nguyên mục hay mình bán ký cô? Bán ký hả anh ơi? Dạ, giờ chừng nhiêu ký vậy cô? 40 ngàn. Đen. Măng đen. Xanh nữa. Dạ. Khách ai thích ăn cái măng gì? Mình lọc sẵn cái bình bào cho khách luôn hả cô? Dạ, cho khách luôn. Dạ. Khách hàng là thượng đế mà. Dạ. Thôi em chúc ca chị luôn mua may bán đắt nha chị. Dạ, bây giờ mọi người có đi chợ muốn ăn rau củ thì ghé vào đâu trong đây ủng hộ chị. Sạp cô Thí à. Sạp cô Thí. Cô Thí dễ thương. Đó, mấy cô bán đàng hoàng lắm. Bốn chục ngàn. Chị bán cơ. Dạ. Lâu lắm rồi mới gặp chị. Dạ. Lúc này chị bán được không? Dạ lấy gai nè. Dạ. Lúc ngày nay ra chợ Gầm chắc có lẽ là bán được hả chị? Dạ. Bán hôm qua, hôm qua đen. À, qua đông hơn bữa nay nữa hả? Dạ. Này mới nay 14 mà hôm qua 13 là người ta đông rồi. Dạ. Thôi, kệ 13 hay 14 gì thì em cũng chúc chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em là Chí Xe TV. Dạ, em ở Vĩnh Long. Để đây cho chị đi, trưa chiều vô cái kênh YouTube Chí Xe TV đó. Mở YouTube đó, nghe chứ đừng có lên Facebook nha. Dạ, đúng rồi. Cô bán xạ. Dạ. Bán chanh. Gào má. Xả nguyên cọng rồi mình bà cô bào ra luôn các bạn. Mình muốn mua nguyên cọng thì mua. Muốn mua xả bào thì mua nha các bạn. Bên đây là bán bông huệ. Đây quầy trái cây, sạp gạo. Ở đây rất là nhiều trái cây các bạn. Có sầu riêng luôn nè các bạn. Nguyên trái chà bá lửa luôn. Biết nhiêu nữa. Rất là nhiều trái cây các bạn. Táo rồi hồng, măng cục, quýt. Gạo nha. Qua tôm dẹp. Mình xuống đây chờ thăm.
các bạn xem nha. Trong cái khu trung tâm này cũng có ít, đa số là mình thấy bán đầy đủ hết các bạn. Đó, với cái khu bán thịt heo, các bạn nhìn ít có cái vụ bỏ sạp nghỉ lắm nha các bạn. Đây các tiểu thương bán đầy đủ luôn rồi các bạn. Đâu? Hai người đẹp nào? Ý sự gì? Sáng giờ bán hết rồi hả chị? Cái này là về chợ bữa nay gầm mất hết. Cái đâu ế sao ngồi tỉnh queo vậy? Cái này là về YouTube Chí Xe TV. Chí Xe nè. Dạ, Chí Xe TV. Ra em đi kiếm ông thích Minh Tại rồi quay cho nó được. Thôi, em không có chuyên bên đó. Chia sẻ nhiều. Em chuyên đi quay chợ. Quay chợ gặp mấy cô tiểu thương vậy thôi. Nói chuyện nó hút vô quay hoài. Hút vô. Chị bán cái gì? Bán gì kìa? Oxin. Thôi dù bán cái gì đi nữa thì cũng cầu chúc cho hai cô luôn mua hay bán đắt. Rồi, dạ. Chúc em YouTube nhiều sức khỏe. Dạ em cảm ơn hai chị. Có một cô đây bán đắt nè. Wow. Hết rồi, còn có mấy cục thịt nữa thôi. Cái này thịt heo, cái này thịt heo. Hết đủ thứ. Thịt heo quá là nhiều. Nay gầm mà má. Nay gầm. Nay gầm à, nếu mà ngày thường má bán đắt không? Ngày nào cũng ế cũng chết à. Sao kỳ ế mới đây ế lâu mà. Ế mấy tháng rồi. Dạ. Chị chuyên môn bán thịt heo ở trong chợ này các bạn. Các bạn ở gần đây có muốn đi chợ mà mình muốn ăn thịt heo thì vào trong đây ghé đây ủng hộ chị. Chị là chị Nguyễn Thị Bé Tí, quầy thịt heo. Dạ em cầu mong cho chị ngày nào cũng mua may bán đắt. Dạ con chúc quá nhiều sức khỏe nha má. Dạ. Dạ con là YouTube Chí Xe TV nha má. Chí Xe TV. Dạ. Mời thịt. Hầu như trong đây ít có ai đi vô đây lắm các bạn. Mà hơn nữa đây là cái ngày gầm người ta ăn chay các bạn. Cho nên mấy cái cửa tiểu thương bán thịt thì chắc có lẽ là cũng là bán hơi chậm. Quay cái bà đó bà bán hết vậy hôm qua. Đây đi à. Các cái quầy à. Bán cá. Ồ. Tìm lại cái cô bán mắm. 5 tháng rồi em mới trở lại đây. Không biết cô bán mắm bán đắt không? Dạ bán được anh. Dạ yeah. Cô vẫn còn bán mắm nha các bạn. Và khi á, mắm lóc, mắm tép, mắm cá cơm, mắm cà pháo. Bán đủ thứ. Lúc này mắm có lên giá không? Vẫn ở giờ y giá cũ. Rồi mà mấy cô mấy chị mà có đi chợ thì muốn ăn mắm thì ghé đây ngay đầu nhà lòng chợ của chợ Ôn có một chị xinh đẹp chuyên bán mắm. Ghé đây ủng hộ chị. Cảm ơn anh. Hồi chị nhớ em là ai không? Anh là không nhớ. Chí Xe TV. Chí Xe TV nè. Thôi để đây luôn đi. Để đó ngồi em coi. Dạ, bởi vì đâu có ai thèm nhớ tới tên mình. Thôi em cầu chúc cho chị luôn mua may bán đắt nha. Cảm ơn anh. Dạ. Đó. Cô bán cá, bán tép. Mới chợ chay, ba rau củ bán đắt nữa. Rồi mà ngày thường mấy cô bán đắt thì mấy cô kêu bán ế lại. Thay phiên. Dạ, thôi bữa vậy bữa khác mà. Dạ. Dạ. Kệ thôi em. Ủa đó mình làm khô cho người ta luôn hả cô? À bún mắm và dạ. Cá lóc bây giờ mình bán nhiêu ký vậy cô? 55 ngàn. À là lóc nuôi ha. Ở cái lóc nuôi đồng mắc nữa.
Dạ thôi à, cầu chúc cho cô luôn mua bài bán đắt. Dạ. À, mấy cô ơi, cô bán chả cá, cô bán giò gà, trứng gà, mực, tôm. Thay phiên nhau, bữa nay là mấy cái cô ngoài kia bán đất á, bán đồ chay, rau củ quả rồi đó. Lần trước đi quay thì mấy cô kia mà kia than quá trời, còn hôm nay ở trong đây người ta không đi vô, anh đang chay á cô. Dạ thôi em chúc mấy cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ chai heo mặn về cũng mấy cô cũng bán đắt. Đây, mực, con mực, mực tua. Cô này có bán hết rồi, bán đắt rồi, chống cái sạp rồi. Cô này cô bán thịt heo, sáng giờ bán được không cô? Sáng giờ bán đắt không? Này bán ế lại à? Dạ kệ, lâu lâu có ngày này ngày kia. Chứ ngày hôm trước thì mấy người mày cô mày kia than bán ế. Tới trong đây thay đổi. Dạ. Thôi các chị, các mẹ nội chợ có đi chợ muốn ăn thịt heo thì ghé đây. Trong chợ chợ Ôm có một chị xinh đẹp chuyên bán thịt heo. Ghé đây ủng hộ chị. Thôi cầu mong cho chị ngày nào cũng luôn mua may bán đắt. Dạ, em cảm ơn chị. Quầy thịt của cô Phạm Thị Mộng Tiềm. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nha. Em là YouTube Chí Xe TV nha. Chí Xe TV. Dạ. Vắng thì các bạn ơi, trong đây vắng lắm. Cái này chắc chợ gầm cho nên nó đây vắng quá. Má ơi, sáng giờ má bán được không má? Má bán muốn hết rồi, còn chút xíu à. Sáng giờ má bán ế hả má? Nay chợ gầm má, nếu như ngày thường má bán được không? Bán cũng được mà chậm. Chậm. Heo nó lên quá. Chậm chậm cũng được, miễn đừng có ế hả má. Thôi con chúc má luôn nhiều sức khỏe nha má. Ngày nào má ra ngồi đây thì má luôn bán đắt nha má. Dạ. Chành tắc, đó là tắc hay hạnh cô? Hạnh tắc thì cũng của nó thôi. Tứ quý cũng được ha. Tùy theo địa phương gọi. Cái này thì mình mua nhiêu ký hả cô? À, mà không biết nữa, đưa rồi cân nhiêu cân à. À cân nhiêu cân, tính nhiêu tính. Quá dễ luôn. Tại mua hàng ngày á rồi không có hỏi giá. Dạ mua hoài là mối luôn ha. Đồ chai. Núm này, này núm nở hết rồi vậy các bạn. Núm này chắc núm nở rồi hả cô? Núm nở này bây giờ nhiêu ký hả cô? Dạ. Núm nở chắc rẻ hơn núm nguyên ha. Mà hơn nữa đây ngày gầm chắc là có giá hả cô? Ngày thường 80-90, ngày nay chắc cỡ 100 mà chứ mới đâu. Dạ. Đây là cải xà bấu rồi các bạn. Xà bấu để mình nấu nấu súp cũng được các bạn, ngày kho ăn nói chung cũng dễ ăn đó bạn, xào xả cũng được ha. Hết ngon. Xà bấu bà quay sẵn về xào cháo ớt ăn, về cho mấy người ăn chay ăn mặn cũng được nha các bạn. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Được. Bữa nay 14 bán được. Dạ, cô bán đồ chay hả? Đồ chay. Dạ. Đó, cái này là mắm. Canh chua. Canh chua bữa nay mình bán nhiêu bịch hả cô? 15 ngàn. Còn cái này là sườn gam. Chén khìa hả? Cả chén khìa. Nè đồ kho các bạn, bò kho luôn, rau củ kho luôn, rất là nhiều rau củ các bạn. Bên đây là xả bầm. Dạ, cái này là tỏi, tỏi phi. Tỏi hành phi. Cái này hành phi. Hành phi. Xả bên đây nè, cái này
Đó, cô có bán xả rất là nhiều luôn. Không những chợ cho ôn này dọn dẹp về các đặc sản miền Tây sông nước thì kèm theo đó là thực phẩm chay. Các bạn có đi chợ thì ghé đây gặp một cô xinh đẹp chuyên bán thực phẩm chay ở trong chợ Trà Ôn. Dạ, ghé đây để ủng hộ cô. Dạ. Dạ thôi em, cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt nghe cô. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Chưa đâu, để một chỗ. Đó, mấy cô trong đây bán hơi chậm hơn mấy cô bên ngoài. Bên ngoài thì tấp nập dọn dẹp. Ngọt khóm, bầu, bí, dưa leo, mướp. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Sáng giờ bán đắt không? Hơi chậm hả cô? Dạ thôi miễn là sao, có người mua là được. Thôi em cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt nha cô. Dạ. Bây giờ thấy mấy cái tiệm bán tạp hóa các bạn, bán đồ khô nè. Các bạn nhìn nè. Bây giờ xuất hiện mấy cái hủ tiếu màu giống gì thì khác nhiều, chắc là hủ tiếu rau củ à các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Đó. Bên đây thì bán rau giá, hủ tiếu giá bún. Đó. Cái này nha. Các bạn có muốn ăn bún, ăn hủ tiếu, bánh lọt thì tới trong đây chợ Trà Ôn. Nè có bánh tráng gói luôn các bạn. Đó, có một cô xinh đẹp chuyên bán bún nha. Tới đây ủng hộ cô. Chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Đó, tới đây mình đi lên khu vực trên các bạn, cũng hết khu trung tâm phía dưới nè các bạn. Đây thì bán đồ khô, bán mỹ phẩm nè các bạn. Mình đi lên trên coi khu vực trên bán cái gì nha. Trước giờ mình cũng đến đây quay mấy lần rồi, chưa có quay trong mấy cái trung tâm giống như thế này cho các bạn xem ha. Ở đây giống như là mấy cái kho để cho bà con mình chứa bán đồ tạp hóa các bạn. Mì nè. Đây thì tô chén dĩa. Mình tìm giày dép. Đó, rất là nhiều các bạn. Giày dép gì cũng có nha. Giày dép, quần áo, chăn ga màn. Nè nón. Cái nón cũng dễ thương. Đó, một cô đang xếp quần áo may sẵn. Rồi mình đi sang khu vực khác cho các bạn xem nha. Đây là khu vực dưới mé sông các bạn. Ở đây đang xây dựng mà chưa xong nha các bạn. Chắc có lẽ là đang làm bờ kè các bạn. Mấy bên đây thì có cái khu ăn uống, phở, bò kho, hủ tiếu, chả lòng, cơm, bún riêu, bún bấm. Mấy khu ăn uống như thế này các bạn. Con này có cười sảng khoái quá. Bán rất là nhiều chanh nha, đa số mấy cái đồ gia vị thêm nếm các bạn, tỏi, ớt nè, củ hành nè. Bán nước giải khát. Đây là bán cái gì không biết đó. Bún quá. Hủ tiếu quầy bánh lọt. Dạ. Dạ. Bên này thì có cô bán hủ tiếu, mì, cơm chay. Chưa kịp cười luôn hả? Giờ quay lại cô luôn nè. Em bán chanh, bán ớt. Bán gạo. Bán lúa.
giống như mấy cái đồ gia vị á các bạn, vừa củ hành rồi ớt xay. Sáng giờ chị bán được không? Đúng rồi, nên ăn hả? Không nuôi chồng nuôi con hả? Dạ. Dạ, thôi em cầu chúc cho chị luôn mua may bán đắt nha chị. Chúc cho làm ăn được không các bạn nha. Dạ. Để chị trưa giờ đây xem, chị chiều buồn rồi đây xem. À. Của hành. Tận dụng mọi lúc mọi nơi luôn trong mấy cái đường hẻm. Dạ. Quay chưa giáp mà 15.000. Quay chị đi em chị đó, sao nó nhìn thật sự không thấy chị. Dạ. Nó nước ngoài á mà sao nó em thấy quay như khúc đó mà không thấy chị. Dạ. Mấy người kia quay không giáp hết. Ừ. Sáng giờ chị bán đắt không? Dạ. Cô bán rất là nhiều đồ gãy nha. Nên mà được lên vô tiếng lương trời. Thôi em cầu mong cho chị luôn mua mai bán đắt nha. Dạ. Đây là kênh YouTube của em nè, kênh Chí Xe TV. Dạ. Này cũng giáp ra đường này các bạn. Đường này thì quẹo xuống chợ cũ chợ ông các bạn, chú Bến Phà nha, để cho mình thì các bạn xem hai bên cái khu phố cũ giống như cái khu phố cổ các bạn của thị trấn chợ ông. Các bạn nhìn các kính cửa hiệu nha, cái chữ ngày xưa người ta làm ưa nổi cái giống như thế này các bạn. Đây là hủ tiếu, bún, cơm chay. Có cô bán đồ gãy bán cũng khá là đắt các bạn. Đó các bạn nhìn cái nhà đó đi, cái căn nguyên phong đó ha, hầu như nó còn nguyên thủy ngày xưa, giống như căn nhà cổ còn xưa còn lại các bạn, thấp tè tè vậy nha. Còn vẫn mái ngói đỏ. Đây, rau củ. Đó, một cô bán bánh mì. Đây là bến phà các bạn. À, chà Ôn với phà Cái Côn nha. Đó là xuống dưới khu vực bờ kè. Đây là trên Bến Phà đó các bạn. Trên Bến Phà có một bà cô bán bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối, đủ các loại bánh. Bên đây bán bánh mì, chả lụa. Đi giáp khu vực của chợ chợ mà các bạn. Giờ chỉ xe xin kết thúc là video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chỉ xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo nha.